Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thôn Khâu Mèng nha. Thì lần trước mình có lên ăn cơm nhà anh Phử ấy. Có nghe anh Phử kể bảo là trong hàng xóm của anh ấy có một hộ gia đình có hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Hai vợ chồng. Thì hôm nay mình lên đây quay trực tiếp xem là cái hoàn cảnh gia đình đấy nó như thế nào. Thì lúc đầu lên nhà anh Phử đến nhà anh rồi. Nhưng mà anh ấy bảo là anh ấy đang đi xem bò. Anh ấy là buôn bán bò ở trong tận làng bên thì anh ấy đang đi bộ đi ra đây rồi. Đấy, chính xác là cái ngôi nhà trắng trắng kia kìa. Ngôi nhà nhà tranh vách nứa nhá. Nhưng mà đường đi sang bên này thì tí mình phải đi vòng ra đường này. Đi vòng đường mòn đường đất này. Đấy, vòng lên trên kia, vòng ngang sang. Bởi vì dưới này toàn vực, không có đường. Từ đây, khoảng cách từ đây đến nhà em đấy phải rơi vào tầm 2 cây số. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy nhà em đấy đây rồi. Thì hôm nay vào đây thì có mua ít quà cho nhà em. Một thùng mì với một bao gạo. Thôi bây giờ mình tiếp tục đi vào trong nhá. Đường đi khó quá. Vừa đi được một đoạn bây giờ là quần ướt hết rồi. Giày ướt hết rồi. Đường đi sợ thật. Bây giờ chắc là không đi được xe máy rồi. Đoạn này là đi qua con suối không đi được xe máy rồi. Anh Phử bảo ra đón anh à? Anh Phử ở trong kia rồi phải không? Ờ, thế hộ anh bê cái này. Hộ anh bê đồ này đấy. Đường đi khó quá, đường vào nhà em ấy. Nhìn thấy rất là gần. Bê hộ anh cái này. Bê hộ anh bao gạo với cả thùng mì này. Anh vào thăm nhà em mà đúng không? Anh Phử bảo em ra đây phải không? Đi, lấy đi, cầm đi. Anh cầm thùng mì cho, đấy. Lúc đấy mình lên đến đây thì mình có điện cho anh Phử. Anh Phử sang bên kia, xong là bảo em ấy ra để mà hộ bê cái bao gạo với cả thùng mì. Thực sự nhìn đường là rất là gần nhưng mà đi mới biết. Nhìn thì kiểu cần bước qua một cái là đến nhà nhưng mà đi xe máy vào khoảng 2 cây. Đấy, đường này cơ mà. Sao mà đi xe được. Vừa trơn vừa hẹp. Em này là cũng không biết nói tiếng phổ thông mấy. Câu được câu không. Em là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm bao nhiêu? 9 mấy? Đấy, hỏi em đấy sinh năm bao nhiêu. Em ấy không nghe được. Nên là không biết trả lời. Ôi. Trên đây toàn nương ngô rồi. Bà con đang trồng rất là nhiều. Đi từ từ thôi, đợi anh với. Đi từ từ thôi, mạ. May mà biết mấy cái tiếng Mông. Mạ là chậm chậm. Phải không? Phải mạ không? Ừ, đấy. Hôm nào phải cho trưởng thôn dạy tiếng Mông. Một lớp tiếng Mông cơ bản để tiếp xúc với bà con. Đoạn này dốc. Lúc thì xuống dốc, lúc thì leo dốc. Cái này mà đúng mà trẻ con đi học thì làm sao mà đi được suốt ngày được. Kìa, xe mình tít trắng bên kia. Em ấy đi nhanh quá, không chạy kịp. Thế sáng nay đi làm gì? Hả? Sáng nay em đi làm gì? Phát nương à? À, nhà em đấy đây. Đây phải nhà em không? À đây. Anh chào em nhá. Ôi trời. Con khóc à? Bóng đèn sao chớp chớp này? Dùng điện ấy à? Điện à? Điện nước à? À. Đâu rồi bao gạo để đâu? Đây đây. Hôm nay anh vào thăm gia đình nhưng mà không có gì đâu nhá.
có bao gạo với cả thùng mì tôm thôi. Anh vừa em này tên là gì? Bè lão già. Chỉ có bên đá này. Bên đá này. Hả? Tên là gì anh? Lân á. Lân. Lân à? Và thằng Lân à. Thế vợ là biết tiếng phổ thông hơn. Vợ biết. Thế trưa nay nấu cái gì ăn đây? Anh vừa được hỏi tiếng Mông mà. À, không có cái gì nó ăn cơm muối với rau muối đâu. Ăn cơm nguội rau muội đâu, cơm nguội đâu. Cơm thì chắc là cũng có thế để nó có. Đây à? Anh mở ra xem. Đi, xem có gì. À mèn mén nó gì, không phải cơm nó gì. Mèn mén thôi. Ui, nấu bằng cái củ khoai. Đây là củ gì đây? Khoai, à cái củ... Khoai môn à? Khoai môn đấy. Ăn là khoai môn với mèn mén à? Ừ, không có cái gì luôn. Sợ nha. Bê một uống bằng cái nước này thôi. À, cơm bằng cái khoai này với cái nước này. Nước canh này, ừ. Chan cơm ăn. Thế thôi. Nè, con à, hả? Thế bình thường không đi làm nương, có đi làm gì không? Có đi làm thuê không? Không đi đâu à? Chỉ có làm nương ở nhà thôi à? Vâng. Nhà có nhiều nương ngô không? Không, một tí thôi. Thế sáng nay chồng đi phát ở bên kia phải không? Vâng. À, bà phải đến đây quay cả bà. Ôi này mua từ à? À đây à? Bà. Đây là mẹ. Vâng, cháu chào cô. Chẳng có xong cơ. Đây là mẹ của Lân à? Vâng. À. Để chân để con nhiều con. Mẹ nhìn cũng trẻ thôi mà nhờ. Đây là mẹ của em Lân. Đấy, mở cái mì này ra nấu ăn nhá. Không ăn nguyên khoai thì có cơm mà nấu xong là để đây tí qua. Thế bình thường là cho con ăn gì? Bây giờ nó chưa ăn được gì đâu nhỉ? Vâng. Khoai này nhà trồng được à? Không, không trồng được cái gì đâu. Không trồng được cái gì đâu á? À? Thế có trồng được ngô không? Trồng được một tí. Nhà có trồng sắn không? Không. Trồng nguyên ngô thôi à? Vâng. Có ruộng không? Nhà có ruộng không? Chắc hai thửa này nó mất. Hai thửa ruộng thôi à? Ừ, nhưng mà nó không có nước là. Mùa này là không có nước phải không? Kể cả nó không làm ruộng, nó chỉ trồng ngô. Nhà xem không có ba cái nồi. Nói rồi, cho một nói cái nồi to này, một cái nồi nấu cơm với một cái nồi bé này, cả cái nồi hấp này, một cái mẹt này, một con dao này, sáu cái bát nhựa này, một cái can để đựng nước để sinh hoạt này. Thế là hết. Quần áo. Cái giường. Ê, nông cụ là quả nó còn về sao thì có ít từ giờ cho này sẽ có. Chào. Em này là anh em cùng Lân à? Anh em họ. Anh em họ à? Anh trai à? Anh trai Lân à? Vâng. Em trai. Em trai à? Vâng. Lân là anh? Vâng. Còn chú bác. À, con chú con bác gì? Tưởng là anh em ruột này. Anh là bé hơn em rồi. Có anh ruột của nó là anh trai nó chắc đi đâu. Thế nhà Lân này là có mấy anh em? Anh Phử. Thế này là ấy kể phát sinh ở dưới kể cho tôi ní. Chú là... Chị tụt tu. Chú là xa tụt tu. Bảy đứa con trai. Trên bảy. Ba đứa còn bốn con đứa. À. Bảy người, chết ba người còn bốn người. Còn bốn anh em. Bốn anh em trai. Một đứa gái. Một đứa gái à? Đun nước lên nấu mì ăn. À, không có một cái gì ăn được. Không phải chê đâu nhưng mà. Nó lọt phải con à? Lúc nào đó?
chỉ có ăn cái mèn mén này xong chan với cả nước cái khoai này thôi. Nước lòng lòng chua kìa xá. Khu này nếu mà mùa đông thì lạnh lắm nhỉ anh à? Nhà còn làm bằng cái vách nứa này là hở rất nhiều. Với lại nhà này là ở trên cao luôn, gọi là trên đỉnh đồi luôn. Nên là đấy, gió, sương, mù các kiểu. Mà mùa này là mùa vẫn còn sương này, ở ngoài vẫn còn sương. Còn đang sợ cả lửa vào danh này nữa chứ. Không, cái lửa thì không sợ mấy, bởi vì nó cũng cao. Đun này, danh này thực ra nó không được lâu đâu mà. Đúng là nhà danh vách nứa. Nhiều bác bình luận bảo là sao không chịu đi làm thuê. Thực ra thì không biết tiếng phổ thông thì đi làm thuê thì cũng không đi được. Đấy. Thằng này nó cũng đi với anh trai nó cũng đi nhiều lần mà họ không lấy. Đúng rồi, không nhận. Đúng không anh? Đấy, không biết chữ, không biết tiếng phổ thông này. Không biết tiếng phổ thông nên là ra ngoài xã hội là nhiều cái. Ra mình còn thiệt thòi đấy. Người ta lợi dụng mình thế này thế kia, thật thà người ta lợi dụng sức khỏe của mình ấy. Xong người ta có trả công xứng đáng đâu. Nên là quanh năm suốt tháng cứ làm nương thì nhiều bác bảo là sao không đi làm công nhân này, không đi làm thuê, có biết tiếng phổ thông đâu mà đi. Trước đi học thì nó nộp tiền nhiều hơn bây giờ, nó không hiện đại như bây giờ thì là bố mẹ nó để nhiều quá, nó không nói được. Đúng rồi, nhà nghèo thì làm sao đi học được. Bò thì có mấy, không có con nào là tòa đi nuôi chia không? Trước thì có lan gốc chia hết rồi, bởi vì dốc quá. Khu này trên này dốc. Hai vợ chồng chưa ăn cơm đâu phải không? Vâng. Thế nấu mì ăn đi nhá. Cái này mưa to nó nước nó chả vào nhà nhỉ? Anh Phương nhỉ? Mưa to nước từ ngoài cái tản ly này. Đi ra ngoài. Bây giờ đi ra ngoài nó quay cho các bác xem nhé. Đi rất nhiều rồi nhưng mà hôm nay mới thấy cái hoàn cảnh. À còn đây là cái chuồng gà này. Nhìn cái chuồng gà có nhìn khác cái giống cái bọn trẻ con mà ra nghịch cây nghịch cỏ đâu. Không có cái gì che. Ở khu trên này là có 3 nhà nhá. Còn dưới kia đấy, đấy mình cũng giới thiệu qua là cái trung tâm Khâu Miền nó tận tít dưới kia kìa. Đi vòng từ lên trên này. Nhìn là rất gần thôi nhưng mà đi vòng đường xa lắm. Đấy, tả ly nó cao, nước nó dồn lên đây này. Nếu mà mưa to thì chắc nó để chảy hết vào nhà này. Quay qua cho các bác xem. Hôm nay là lần trước lên đây là thấy anh vừa giới thiệu là mình mới biết được thôi. Khó khăn thật. Cái vách này là làm bằng cái cây nứa, cái vầu này. Giờ nó mọt hết rồi này. Mọt hết. Toàn buộc bằng lạt. Này nó ngoan mà nhỉ. Hôm nay vào đây vội quá không mang được mua kẹo. Nó tha đấy nhỉ, phải không? Lân rúa nhỉ? Rua. Rua nhỉ? Rua với lân. Rua lân, lân rua.
Sao anh nhìn xung quanh này không có ngô à? Vâng. Mọi nhà Mông là người Mông là hầu như là có cái gác ở trên bếp này là người ta hay để ngô ấy. Thế nhà hết ngô rồi à? Vâng. Thế bình thường nếu mà ăn hết ngô thì ăn cái gì? Đi xin bà. Đi xin bà á? Vâng. Thế bà không cho thì đi xin ai? Thì nhịn đói luôn à? Vâng. Lần trước anh Phủi còn cho gạo à Tết đây. Vâng. Hôm trước nghe anh Phủi bảo là Tết là anh còn cho gạo hai vợ chồng này để mà ăn Tết. Thế sắp hết ngô chưa? Sắp hết rồi. Sắp hết rồi à? Còn một nồi đấy đấy bà. Vâng. Cười lên xem nào. Cười lên. Ấy, nấc rồi. Nó thấy lạ nó xem đấy. Nước sôi rồi. Đấy, bóc mì ra. Ra nấu bảo chồng ấy. Xong là ăn đi, công ty đói. Bây giờ 12 giờ rồi. Anh vừa ở đây còn nhiều hộ khó khăn không? Ở trên này đấy. Ở trên này thì còn 2 hộ ấy, 1 hộ trên kia còn 3 hộ thôi. Cũng nhà cũng khó khăn à? Có. Nhà bên này thì nó vẫn có ngô, vẫn có nhưng để con nhiều quá. À, vẫn có ngô. Vâng. Còn nhà của em Lân này thực ra là không có ngô. Không có ngô để giờ dự trữ ăn. Đấy, nấu ăn, nấu đủ ăn cho hai vợ chồng. Chiều vẫn đi làm gì? Chiều vẫn đi phát lương à? Có cái rau cải ấy, cho rau cải vào ăn cùng kìa. Nấu cùng kìa, cho nó ngon. Nấu rau cải thì phải cho rau cải trước để nó ngon một chút. Không, bây giờ thả rau vào cũng được. Thế ăn cơm đi, hai vợ chồng ăn đi. Vừa đi làm về đói thì ăn đi. Đây ngồi đây này, đây ghế của anh ngồi này. Anh ngồi đây được. Nhà tài sản bây giờ đồ ăn ngon chỉ còn đúng miếng thịt đấy. Ăn đi em này, em ăn chưa đây? Ăn rồi à? Thế xuống đây chơi rồi à? Chơi thôi mà. Đây lấy ghế đây ngồi ăn đi, không tí đói. Chiều lại đi làm. Thế chiều đi làm thì ai trông con cho? Bé cả con đi làm luôn à? Ây da, điệu đằng sau lưng đấy phải không? Cái củ kia là củ gì? Củ khoai à? À, nuôi nấu bằng cái khoai kia à? Khoai nhà trồng được hay là đi xin? Thôi hai vợ chồng ăn cơm đi nhá. Anh xin phép đi về đây nhá. Anh đi về đây. Đi, anh Phượng. Bây giờ anh em mình phải về. Tí còn đi xuống lấy đồ ăn xuống cho ông Pháo nữa. Nhiều việc quá. Dốc nhỉ. Ừ. Trên này dốc thật đấy. Bên khu này còn có một thôn nữa anh. Anh về đây.
Xin chào nhá. Nhà trên này phải nói lại nhà em đấy nghèo thật nhỉ. Đấy, vừa rồi thì mình đã lên nhà em Lân nhá. Quay qua nhà em đấy công nhận là hoàn cảnh khó khăn. Nhà không có một cái gì, có mấy cái nồi với mấy cái bát là giá trị thôi. Bây giờ mình với anh Vử sẽ đi ra lấy xe xong là đi về thôi. Tí còn lấy đồ ăn xuống cho ông Páo nữa. Vừa đến nhà ông Páo thì không thấy ông Páo ở nhà. Không biết là ông đi đâu à? Ông buộc cửa ngoài ra. Ờ, trưởng thôn à? Vâng. Em đang ở đâu đấy? Em đang đi đường về nhà. À, em đang đi về nhà. Anh đang ở chỗ ông Páo nhưng mà mua thức ăn lên ông Páo nhưng mà không thấy ông Páo ở nhà đâu. Em thế em chạy lên đây tí nhá. Vâng. Ok. Anh đợi ở chỗ nhà ông Páo nhá. Đấy, vừa điện cho trưởng thôn mà là trưởng thôn đang ở ngoài. Hôm nay là đi họp đi tổng kết ở ngoài. Ngoài xá kia bây giờ đang về rồi. Mình ở đây đợi. Hôm nay không biết là ông đi đâu. Hỏi mấy chị giáo viên mà là ông đi từ sáng nay lên là không thấy ông ở đây rồi. Đưa ai đây? Đeo ai đây? Về đây. Nuôi anh trưởng thôn đây. Anh đi vào ông cụ nhưng mà không thấy ông cụ ở nhà đâu. Ây da, hôm nay ăn mặc xịn xò thế. Không biết là ông này, anh hỏi mấy cô giáo viên ở trên đấy thì bảo là ông cụ đi từ sáng rồi. Sáng nay đi tổng kết cả. Sáng nay đi tổng kết cả. Này ăn mặc xịn xò quá nhỉ, sơ vin, đóng thùng, giày đen. Nuôi anh vừa lên trên chỗ ở trên kia về một tí. Nhưng mà qua nhà ông thì bảo là mua cho ông ít thức ăn. Nhưng mà không thấy ông nhà, chiều em cầm ra cho ông được không? Vâng, chờ em. Nhá. Bây giờ em về nhà thôi gì? Bây giờ về nhà thôi. Ờ, ok nhá. Đây đây. Này mua ít thịt lợn xay. Xay sẵn cho ông à? Với cả thịt lợn hộp nữa. Mang về vứt tuần thủ cho ông. Nếu mà chiều tối em ra thì em đưa ra cho ông nhá. Vâng, chiều em ra vứt thủ. Nhưng mà em về em ra em cầm cho ông. Ok nhá. Vâng. Anh vừa trên đấy về anh đã ăn cơm đâu? Anh về từ lúc mấy giờ? Anh lên từ lúc sáng rồi mà. À, lên từ lúc sáng rồi. Ừ. Anh với anh Phử đi vào trong đấy thăm cái em Lân này, hai vợ chồng Lân Du ấy. Cái nhà mà nhà mà là bằng danh ấy. Nhá, thế bé em về đi, bây giờ anh về, anh về ăn cơm lại nhá, không đói rồi nhá. Đi sang nhà em đấy. Ừ, thôi. Đi sang nhà thôi. Cơm xong. Thôi, để hôm nào đã. Bây giờ anh đi về đây, chiều anh còn có tí việc nhá. Hôm nay đi tổng kết à? Hôm nay tổng kết về anh ạ. Ừ, ok nhá. Thôi, anh chào em nhá. Vâng, chào nhá. Chiều nhớ quay ra lấy ra cho ông nhá. Vâng, chào em. Nếu mà em rang luôn cái thịt đấy cho ông được càng tốt. Vâng. Ờ, thôi. Đấy, rang được cái thịt kia càng tốt, còn cái thịt hộp kia cứ để ông ăn dần. Hôm nào hết anh lại mua vào. Đấy, bây giờ mình cũng đi về nhà đây. Bây giờ trưa rồi. Đói cơm rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nhá. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.